Xin chào các bạn thân mến, Hòa biết là các bạn vừa thực hiện xong một cái giao dịch mua cổ phiếu hay mua trái phiếu hay mua quỹ tại công ty chứng khoán Techcom Security, và các bạn muốn biết rằng là cổ phiếu hay trái phiếu hay quỹ bao giờ sẽ về tài khoản của các bạn, hoặc các bạn muốn kiểm tra các cái sổ lệnh giao dịch của mình liệu đã khớp chưa. Sau đây Hòa sẽ chia sẻ với các bạn hai cái nội dung rất là chi tiết, đó chính là chúng ta kiểm tra tất cả cái giao dịch của chúng ta về cổ phiếu, về trái phiếu, về quỹ trong quá khứ, và kiểm tra các cái tài sản mà về cái tài khoản của chúng ta. Xin mời các bạn. Sau khi các bạn giao dịch cổ phiếu này hay là trái phiếu này hay là quỹ thì các bạn muốn xem là sổ lệnh giao dịch của mình ở đâu, đúng không ạ? Thì Hòa sẽ chia sẻ cho các bạn rõ hơn, đó chính là đối với cổ phiếu nhé. Thì các bạn sẽ vào phần cuối cùng của cái màn hình này này. Các bạn sẽ nhìn thấy đúng không? Đây là sổ lệnh cổ phiếu. Đấy, các lệnh của các bạn nó sẽ nằm ở đây. Và nếu các bạn muốn xem nó đã khớp lệnh chưa, nó đã hoàn thành chưa thì các bạn xem ở cái phần tài sản này. Và nếu các bạn muốn xem chi tiết hơn về các cái giao dịch quá khứ của cái cổ phiếu này thì các bạn vào cái phần tra cứu thì các bạn có thể search rất là chi tiết ở đây. Đó. Đối với giao dịch trái phiếu thì các bạn sẽ vào cái phần đặt lệnh trái phiếu này. Đó. Các bạn cũng sẽ kiểm tra tương tự như đối với cổ phiếu. Nó không khác gì cả. Thì sổ lệnh nó cũng như thế. Đó, các bạn đặt lệnh xong thì nó sẽ có sổ lệnh đây là chờ khớp cho các bạn. Và các bạn cũng có thể kiểm tra là danh sách các cái trái phiếu mà các bạn đã được khớp lệnh thành công và chuyển về cái tài khoản cho các bạn rồi, đúng không ạ? Và thứ ba nữa là bạn có thể check ở đây phần tra cứu là các cái lịch sử giao dịch trái phiếu của mình ở trong quá khứ, rất là dễ ở đây thôi ạ. Đấy, các bạn có thể kiểm tra theo bộ lọc này, mã trái phiếu, rồi loại giao dịch, trạng thái từ ngày nào đến ngày nào. Đấy, nó rất là dễ dàng. Đó, các bạn hãy click vào cái chỗ bộ lọc này. Đối với giao dịch quỹ mà các bạn muốn kiểm tra thì các bạn cũng vào cái phần đặt lệnh quỹ này. Đó, sau các bạn sẽ nhìn thấy rất là chi tiết cái phần thông tin liên quan đến sổ lệnh quỹ, tài sản quỹ nó nằm ở đây ạ. Đó, rồi sổ lệnh quỹ định kỳ, nếu mà các bạn đặt định kỳ mua tích lũy đấy ạ thì nó nằm hết ở dưới này này. Các bạn có thể xem được. Nó rất là tiện thôi, đúng không ạ? Nó không có gì là phức tạp cả. Sau khi mà các bạn mua cổ phiếu này hay là mua trái phiếu này hay là mua quỹ thì các bạn sẽ phân vân, đó chính là cái tài sản của mình sẽ được cập nhật ở đâu, đúng không ạ, và khi nào, đúng không ạ? Mình sẽ cập nhật cho các bạn chi tiết cái cách thức để kiểm tra cái tài sản của các bạn nhé. Các bạn sẽ vào cái phần menu này, chính là phần tài sản của tôi này, ở trên mobile hoặc trên website đều giống nhau, hoặc là các bạn vào đây này. Đấy, vào cái phần menu này các bạn sẽ nhìn thấy cái chữ là tài sản của tôi này. Đó, thì các bạn kích vào, đúng không ạ? Đây là toàn bộ cái màn hình nhá, mà theo dõi tài sản của các bạn nhìn thấy không? Đây là danh mục cái cổ phiếu của các bạn này. Thì cổ phiếu thì có bao nhiêu cổ phiếu ở đây, đúng không ạ? Mình ví dụ như cổ phiếu VIX đây. Đó, thì bạn có nhiều hơn thì nó sẽ liệt kê ở đây cho các bạn. Đây là những cổ phiếu mà đã về tài khoản của các bạn. Đó. Thế thì cổ phiếu thì sau 3 ngày nó sẽ về tài khoản của các bạn để các bạn có thể là thực hiện giao dịch mua bán được, đúng không ạ? Tiếp theo đó chính là tổng quan nợ. Nếu mà chắc bạn có vay margin của công ty chứng khoán thì họ sẽ cập nhật cho các bạn nợ ở đây, đó rất là rõ ràng thôi, và chi tiết các cái khoản vay của các bạn nó sẽ ở đây. Đó. Tiếp theo là đến cái tài sản thứ hai là trái phiếu. Thì nếu bạn mua trái phiếu nó cũng sẽ cập nhật cho các bạn chi tiết các loại trái phiếu ở đây, số lượng trái phiếu đó, rồi có bị phong tỏa hay không, giá vốn, rồi giá trị hiện tại và ngày đáo hạn của cái trái phiếu này. Tiếp theo đó chính là cái quỹ đầu tư. Thế thì cái quỹ đầu tư này thì các bạn mua thì ngày hôm trước thì ngày hôm sau sẽ khớp lệnh giao dịch và nó mới hiện ở đây cho các bạn. Đó, và danh sách các loại quỹ thì nó có quỹ TCFF, TCBF và TCEF là ba quỹ cổ phiếu, quỹ trái phiếu và quỹ linh hoạt, nó sẽ hiện ở đây cho các bạn. Và sắp tới thì Techcom Security họ sẽ có các cái hoạt động đầu tư bất động sản thì các bạn có thể xem được ở đây. Đó, thì có một lưu ý cho các bạn như thế này.
Đối với cổ phiếu thì sau T cộng 2 đó thì cổ phiếu mới về được tài khoản cho các bạn, và ngày ngày T cộng 3 thì các bạn mới bán được nhé. Rồi trái phiếu thì sau một ngày thì trái phiếu sẽ về tài khoản của các bạn nếu mà được giao dịch khớp lệnh ở trên thị trường. Đó là những cái trái phiếu mà niêm yết, còn những cái trái phiếu mà không niêm yết thì có thể là khớp lệnh ngay và về tài khoản ngay. Đối với quỹ thì là sau một ngày, ví dụ ngày hôm nay bạn đặt thì ngày hôm sau quỹ sẽ về tài khoản cho các bạn, nhưng lưu ý là phải đặt trước 14 giờ 45 phút các bạn nhé. Đó, nó rất là dễ thôi đúng không các bạn, không có gì khó cả. Như vậy là Hòa vừa mới chia sẻ cho các bạn rất là chi tiết những cái thông tin liên quan đến kiểm tra các cái giao dịch quỹ cổ phiếu rồi trái phiếu và cách kiểm tra các cái tài sản mà đã về được cái hệ thống quản lý TC Invest cho các bạn rồi. Chúc các bạn sẽ đầu tư và quản trị cái tài sản của mình rất là hiệu quả và thành công tại TC Invest hay là công ty chứng khoán Techcom Security. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha.